thưa quý khán giả, như Trọng Nghĩa Mộng Lan có thưa trong nhiều show trước thì ở tại Vega TV có rất là nhiều những cái sự lựa chọn. Quý vị đến đây quý vị sẽ thấy ghế và TV big screen và dàn máy karaoke cũng như là những cái mặt hàng gia dụng. Thì Trọng Nghĩa Mộng Lan thưa với quý khán giả là khi mà đến đây đó, trong suốt mấy năm trời làm việc với anh Tim, Trọng Nghĩa Mộng Lan đã ngồi được bao nhiêu cái ghế, nhưng mà cái ghế anh Tim đang ngồi đây là nó giống y hệt cái ghế của Trọng Nghĩa Mộng Lan ở nhà, nhưng mà nó là màu đỏ, tại vì nhà màu Trọng Nghĩa Mộng Lan màu đen là cái phim, cho nên là Trọng Nghĩa Mộng Lan đã mua cái ghế Kozia mà 3G màu đen, nhưng mà anh Tim đang ngồi cái ghế màu đỏ. Thì nhiều quý vị thích cái màu đỏ này vô cùng, phải không anh Tim? Dạ, yeah, Tim rất là mê cái màu đỏ. Lúc mà Tim mua chiếc xe đó, Tim đòi hỏi là cái interior phải da màu đỏ giống như vậy nè, mà nó đòi thêm phải trả thêm 3,000 và thêm upgrade tùm lum la. I said forget it. Nhưng mà cái xe màu đỏ đó thì dễ bị trích kích, nhưng mà cái ghế màu đỏ thì rất đẹp và sexy, phải không anh Đồng Nghĩa? Đúng rồi, nghĩa là xe đó đừng có mua màu đỏ, nhưng mà cái interior ghế màu đỏ thì rất là sang. Đúng vậy thưa quý vị, màu đỏ thì quý vị biết là chúng ta lái xe trên đường là cái màu đỏ đó, theo thống kê màu đỏ là cái màu mà bị phạt nhiều nhất và bắt mắt nhất. Thành ra nhưng mà cái ghế màu đỏ thì ngồi cái màu đỏ này nó rất là sang mà nó rất đẹp. Và cái màu đỏ mà Trọng Nghĩa đang ngồi đấy, nó thuộc là loại Bordeaux thưa quý vị, tức là Burgundy, nó hơi đỏ mà đỏ rượu chát, trong khi cái màu đỏ của Tim rất là tươi. Và Trọng Nghĩa đang ngồi trong chiếc ghế mà chiếc ghế là Kuzia, là cái chiếc ghế mà Mộng Lan Trọng Nghĩa đã được may mắn mà đủ tiền để mà mua ở tại Vega TV, cái chiếc ghế đem về nhà rất là happy thưa quý vị. Có một điều Mộng Lan xin thưa với quý khán giả, cái này nó hơi khác là cái ghế của Trọng Nghĩa Mộng Lan nó có một cái đồ nó flip out. À, đây là flip out rồi. Bây giờ Mộng Lan xin thưa với quý khán giả là cái remote control này rất là dễ sử dụng. Bây giờ Tim có muốn zero gravity không? Yeah, bây giờ zero gravity quý vị chỉ cần bấm cái nút xanh này thì anh Tim anh sẽ nằm giống như là cái nôi nằm ở trên đó vậy đó. Và ở đây đó là cái ghế này Trọng Nghĩa Mộng Lan có ở tại nhà. Thì thưa với quý khán giả là rất là thích khi mà chúng ta nằm ở cái zero gravity này, mà khi mà anh Tim đã ngồi đủ 15 phút rồi đó, nó cũng không có bật ngược lại để mà anh Tim thức dậy. Khi nào mà anh Tim dậy đó, anh Tim mới bật cái nút đỏ này thì là nó mới trở lại cái vị trí thường. Rồi giờ Tim nói cho trường quý khán giả nghe về cái ghế này đi. Dạ, yeah, cái feature đó rất là hay. Có nhiều khi mình đang ngồi lên cái ghế, mình đang program cái Kozia để nó massage, để nó phục vụ cho cái body của mình, để cho mình khỏe, để mình tỉnh lại. Thì trong cái thời gian đó nó program, nó relax, nó massage cho mình. Thì trong cái thời gian 15 phút đó, thì mình sẽ ngủ. Thì trong khi mình ngủ đó thì cái ghế nó không có reset, nó để giống như cái thẳng gì để cho mình ngủ luôn. Rồi hồi nào mà quý khán giả mà thích thức dậy rồi đó, mình mới bấm cái nút đó, thì nó mới reset lại bình thường. Thì cái này á, thì nó làm gì á, mình có thể ngồi enjoy được, mà mình ngủ hồi nào á mình không có bị mất cái giấc ngủ mê của mình. Dạ, yeah, thì bây giờ đang vô cái massage thì mình rất là thích, nó gọi là vigorous, nghĩa là nó đấm mạnh thì mạnh á. Thì thí dụ quý khán giả mà ở nhà, khán giả mà ở nhà mà đang coi cái tivi á, thì thấy cái thân hình của Tim á nó lên xuống, không phải là Tim tự nhiên mà đưa lên đưa xuống, nhưng mà nó là hai cái bàn tay sau lưng của Kozia, nó push mà nó vừa massage mà nó vừa push lên, mà nó bắn cái quyệt của mình phải lên luôn. Hèn gì nó cái này nó làm giống như là nó giãn thân cho mình, nó massage cho mình, mà nó hoạt động cho mình nữa. Yeah. Mà quý vị biết không là anh Tim này á, ảnh challenge cái ghế bằng cách lúc nào đó anh ngồi lên cái ghế Kozia mà ngay ở nhà Trọng Nghĩa Mộng Lan vậy, cũng như ở đây cũng vậy, lúc nào mặc đồ vest đó, đồ vest dày như vậy nhưng mà nó vẫn bấm vào trong được những cái huyệt của quý vị. Và ở dưới chân nó có những cái roller, so với quý khán giả thì anh Tim đang còn nằm ở trong cái gọi là cái thế mà chân không, tức là zero gravity. Thì quý vị nào mà thích những cái ghế mà massage chair mà giúp quý vị ngủ ngon đó, thì quý vị có thể đến với lại là Vega TV. Trọng Nghĩa Mộng Lan thưa với quý khán giả là suốt một ngày làm việc mệt nhọc, nhiều khi bị căng thẳng và những cái pressure point ở trong người đó nó làm cho người chúng ta căng cứng, và nhất là cái cổ đằng sau cái gáy quý vị, nó bị căng cứng và nó rất là cứng. Thì có nhiều khi ngủ không có ngon, thì quý vị ngồi thử lên chiếc ghế này và quý vị sẽ thấy rằng đó là trước khi quý vị đi ngủ vào khoảng nửa tiếng, quý vị ngồi anh Trọng Nghĩa đó thì biết không, ảnh hư đến cái độ mà ảnh ngồi cái ghế này xong rồi đó, ảnh không bò được lên đến lầu, ảnh ngủ phải ngủ cái phòng dưới nhà, tại vì ảnh buồn ngủ quá, ảnh không đi nổi lên lầu nữa thêm. Đúng vậy thưa quý vị, Trọng Nghĩa phải thú thật ra cái tật xấu Trọng Nghĩa là trước khi mà, tại vì ban ngày làm việc căng thẳng quá thì đã tối, mà trước khi ngủ đó Trọng Nghĩa hay nói Mộng Lan nói là nếu mà Mộng Lan mất ngủ đó, em có thể ngồi trên chiếc ghế này chỉ cần 15 phút thôi, nhưng mà riêng Trọng Nghĩa enjoy tối đa nửa tiếng thưa quý vị. Nửa tiếng làm gì làm, nhưng mà nửa tiếng ngồi trên chiếc ghế và sau đó thì là tắt
rồi, nghĩa là hết nửa tiếng rồi, trong nghĩa bò không nổi lên lầu để mà ngủ. Thành ra nhiều khi ngồi ghế ngủ luôn hay là chạy cái phòng sát bên ngủ liền, tại vì rất là buồn ngủ mà nó làm cho chúng ta rất là thoải mái và rất là relax. Thành ra nếu đối với những quý vị nào mà chẳng hạn như bị mất ngủ thì quý vị hãy nên mua một chiếc ghế về, chẳng hạn như chiếc ghế mà Trọng Nghĩa Mùa Lan có, mà Trọng Nghĩa Mùa Lan rất là enjoy, đó là chiếc ghế Cozia mua tại Vega TV. Thì quý vị, nó giúp cho chúng ta nghĩa là xả được stress rất nhiều và nó đấm bóp rất là tuyệt vời. Và bây giờ đó, Mùa Lan muốn nói với anh Tim đó là cái ghế Mùa Lan đang ngồi đây nó nhỏ hơn là cái Cozia mà anh Tim với anh Trọng Nghĩa đang ngồi, nhưng mà cái remote nó cũng là Cozia luôn, nhưng mà cái chiếc ghế này nó khác với chiếc ghế mà Trọng Nghĩa Mùa Lan mua, cũng như là cái chiếc ghế anh Tim đang ngồi như thế nào. Cái ghế mà chị đang ngồi là cái basic model của Cozia, nhưng mà nói basic á, thực sự cũng phải là basic, nó rất là nhiều cái chức năng, cái function rất là tuyệt vời, rất là hay, mà đơn giản dễ xài nữa, mà cái giá của nó đó thì thực tế ở công ty thường tự Vega TV bán chỉ có 1599 mà thôi cho một cái Cozia hiệu nổi tiếng mà 3 năm bảo hành nữa. Còn cái ghế mà Tim ở nhà có là cái ghế này nè, mà Tim rất là thích nó, mà Tim cái đầu tư này rất là đáng đồng tiền, nghĩa là mỗi ngày mình về mình mệt mình ngồi lên là thấy khỏe 15 phút, rồi sáng sớm mình thức dậy mình ngồi lên cũng 15 phút. Every day là mình đều hưởng thụ được nửa tiếng hết, every day, mà không có bị đau nhức, mà không có bị stress, không có bị căng thẳng, mà không có bị guilty, mà không mất thời gian phải gọi hẹn masseur hay chiropractor, tự nhà mình tự take care cho mình luôn. Giống như thêm bây giờ đó đang bóp cái cổ á, mà cái Cozia đặc biệt á là nó có cái 3D function, nó cái bàn tay nó đưa ra đưa vô được. Thấy không? Hay gì quý khán giả thấy ấy á, thì nó bóp, nó đưa cái cổ của Tim giống như là đi lên đi xuống, mà nó vừa bóp mà nó vừa đập nữa chứ. Nghĩa là vừa giống như nó vừa bóp mà nó vừa đập nữa. Trời ơi, cái cảm giác rất là tuyệt vời. Mà trong khi đó là vừa bóp chân nữa. Bóp chân mà có thể bóp cái waist nữa, mà có thể bằng tay mà có cái airbag là đặc biệt lắm. Airbag này có thể xài tới 1 triệu lần. Có nhiều cái airbag cũ á, thì mình xài á, không có nhiều lần thì nó sẽ bị hư, nhưng mà cái airbag của Cozia là nó design á, là xài tới cả triệu lần lắm. Nghĩa là mình xài suốt đời nó không bao giờ bị gì đó. That's the good thing. Thưa với quý khán thính giả, là Trọng Nghĩa và Mộng Lan rất là hãnh diện để giới thiệu đến quý khán thính giả một cái ghế mà Trọng Nghĩa Mộng Lan đã biết rất là quen thuộc với gia đình của Trọng Nghĩa Mộng Lan, là một thành viên rất là dễ thương, yên lặng và ngồi đó thì con trai Trọng Nghĩa Mộng Lan vậy, nó trưa về ăn trưa xong cháu cũng ngồi lên cháu nghĩ là, tại vì thưa với quý khán thính giả là ở trong người chúng ta lúc nào cũng có những cái sự đau nhức, nhất là càng lớn tuổi thì chúng ta lại càng đau nhức, chẳng hạn như hai cái bờ vai, rồi cái xương hông, rồi cái cổ của chúng ta, thì cái ghế Cozia mà 3G Trọng Nghĩa Mộng Lan có ở nhà đó, nó có tới hình như là 3-4 màu phải không anh? Là nó có màu đỏ nè, rồi nó có màu đen nè, nó có màu beige phải không ạ? Màu xám không anh? Dạ, nó có màu graphite, rồi nó có màu đỏ, rồi nó có màu chocolate, rồi nó có màu đen. Màu graphite là cái màu graphite, màu gray. Nhưng mà thêm thích cái màu đỏ này lắm. Cái màu đỏ này nó làm cái màu rất là tuyệt vời, rất là sang. Mà cái màu đỏ này nó làm cho mình giống như mà đang yêu đời đó. Đang yêu đời mà đang muốn trẻ trung. Nhiều khi mình muốn thay đổi một cái gì trong nhà mình mua cái ghế màu đỏ này về là cái phòng mình nó thay đổi liền. Mà mình ngồi lên á là mình cảm giác mình đi cái thế giới khác luôn á. Nghĩa là leave all your troubles behind. That's exactly right. Và cái ghế mà Mộng Lan đang ngồi đây, để quý vị nào mà nhà quý vị nhỏ, cũng như là quý vị cái budget mà quý vị không có, quý vị có thể đến mua cái ghế mà Mộng Lan đang ngồi đây, cũng rất là dễ thương thưa quý vị. Đây là món quà rất quý để chúng ta biếu tặng người cha, người mẹ của chúng ta, hoặc là biếu tặng ông bà của chúng ta, những người mà chúng ta yêu quý. Chúng ta có thể biếu cái món quà sức khỏe bằng cách là đến với Vega TV và quý vị mua một cái ghế này về. Cái ghế Mộng Lan đang ngồi thì nó rất là dễ thương và nó vừa túi tiền quý vị chỉ 1.500 bạc, mà trong đây nó có những cái phân sinh như là gentle, là relax, là therapy, vigorous, rồi air, nó có đầy đủ và rất là dễ sử dụng. Ông bà cha mẹ chúng ta sẽ rất là thích. Như anh Tim có nói, thay vì chúng ta đi massage, một lần đi massage mà nguyên cái body đó là vào khoảng 35.99 hoặc là có chỗ là đến 59.99, còn chúng ta đi foot massage cũng 20-25 đồng. Quý vị mua cái ghế này về để mà cho ông bà cha mẹ không cần phải lo là ông bà cha mẹ cần phải có người đưa đi đưa đón về, mà ông bà cha mẹ có thể ngồi mỗi ngày và những cái mà đau nhức ở trong người sẽ giảm bớt. Một lần nữa thì
Kim Nguyễn trong cái màu lan. Mong là quý khán giả sẽ đến Vega TV. Ngoài những cái big screen TV, những cái dàn máy ra karaoke tối tân ra, những cái cặp loa nổi tiếng rồi hàng gia dụng, thì quý vị có thể ngồi thử những cái ghế massage có đủ loại để quý vị chọn lựa. Và một số điện thoại duy nhất là 1-800-617-3697 617-3697. Tim ơi, bây giờ Tim có thể cho quý khán giả đang theo dõi chúng ta biết về cái chương trình mà financing tại Vega TV có những cái đặc biệt nào hay không? Dạ, tại công ty điện tử Vega TV thì có rất là nhiều cái chương trình financing đặc biệt để cho quý khán thính giả mua cozy medical massage chair. Thì chỉ cần trả lời 4 câu hỏi thôi thì quý khán thính giả gọi cái số miễn phí 1-800-617-3697 để có cái chương trình financing dễ dàng mà có thể tới 4 năm không tiền lời, 4 year no interest, mà cái tiền down thì rất là có thể không down nữa, mà có thể free delivery, white glove delivery setup tới nhà toàn 50 tiểu bang là anh Trung Nghĩa. Trọng Nghĩa được biết là ngoài cái chiếc ghế mà Kozia Osaki ra thì có thể financing như vậy. Riêng mà cái chiếc ghế mà lúc nãy mà Tim giới thiệu ở trong một cái chương trình khác đó, là cái chiếc ghế đó là cái chiếc ghế mà bên ở trong phòng ở trong bên kia đó. Cái Osaki OS4D, cái đó thì chúng ta phải có một chút khoảng 995 đồng để down thưa quý vị. Ngoài ra thì cái chiếc ghế mà Kozia mà anh Tim Vega cũng như là Trọng Nghĩa đang ngồi đó, thì cái chiếc ghế này và chiếc ghế Osaki ở tại Vega TV thì không có cần down, mà zero down, đúng không? Đúng và quý vị có thể hỏi chương trình financing đang có tại Vega TV thưa quý vị. Mời Tim tóm tắt lại. Thì hai cái màu đỏ này đặc biệt, Tim Nguyễn với anh Trọng Nghĩa đang ngồi thì có chương trình đặc biệt 3 năm không tiền lời, mà một tháng chỉ có 125 đồng một tháng mà thôi anh Trọng Nghĩa, 125 đồng một tháng. Mà cái này là 3 năm không tiền lời, free delivery, free setup, mà có luôn cái full warranty tại nhà của công ty điện tử của hãng Kozia. Mà có gì thì công ty điện tử Vega TV lo setup đầy đủ hết, mà financing qua điện thoại dễ dàng nữa. Qua số điện thoại là 1-800-617-3697. Và một lần nữa thì rất là nhiều sản phẩm ở đây, từ những cái TV big screen của những cái hiệu nổi tiếng cho đến dàn máy karaoke, cho đến những cái ghế medical massage chair đủ loại. Quý vị có thể là những người giám khảo để mà chấm cho những cái ghế quý vị muốn. Quý vị có thể đến với Vega TV và nhận ship trên 50 tiểu bang. Lúc nào cũng có chương trình trả góp dễ dàng. Một lần nữa thì số điện thoại miễn phí của Vega TV là 1-800-617-3697. 1-800-617-3697. Vega TV kính mời.